Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Ban Việt Ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ tư, 25 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về sứ điệp của Hội đồng Giám mục Nam Sudan về tình hình trong nước. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sự dẫn thân của các nữ tu dòng Thánh Giuse ở Congo. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài tầm quan trọng của nhân đức thờ phượng trong đời sống Kitô giáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Linh Tiến Khải đọc tin tức. Geneva, tòa thánh tái mạnh mẽ kêu gọi các quốc gia loại trừ mọi vũ khí giết người hàng loạt, đặc biệt là các vũ khí nguyên tử. Đức Tổng giám mục Ivan Djokovic quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh các tổ chức ở Geneva, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu tại phiên họp của Ủy ban thứ hai chuẩn bị cho hội nghị năm 2020 về tỏa hiệp chống lan tràn vũ khí hạt nhân, nhóm tại Geneva hôm 23 tháng 4 vừa qua. Trước tình hình căng thẳng và bất ổn gia tăng trên thế giới, Tòa Thánh Tái khẳng định xác tín rằng các liên lạc quốc tế không thể bị bắt làm con tin cho sức mạnh quân sự, việc đe dọa lẫn nhau và diễn hành các kho vũ khí các vũ khí tàn phá hàng loạt đặc biệt là vũ khí nguyên tử tạo ra một cảm giác an ninh giả tạo và ảo tưởng hòa bình dựa trên sợ hãi là điều hời hợt nhất người dân ngưỡng vọng hòa bình đích thực nó là một trong các ước mong sâu thẳm nhất trong trái tim con người nó đâm để sâu nơi đấng tạo hóa làm cho mọi người là thành phần của một gia đình nhân loại Ước vọng này không bao giờ được thỏa mãn bởi các phương tiện quân sự, lại càng không được thỏa mãn với việc chiếm hữu các vũ khí nguyên tử và các vũ khí tàn sát hàng loạt khác. Không cho các vũ khí lan tràn và giải trừ vũ khí không chỉ là trách nhiệm đạo đức mà còn là các đòi buộc luân lý và pháp lý đối với mỗi thành phần của gia đình nhân loại. Các vũ khí nguyên tử góp phần tạo ra tâm thức sợ hãi, bạo lực và thống trị thật là châm biến khi mọi người đều lên án các vũ khí giết người hàng loạt, trong khi đó lại tiếp tục sở hữu và tân tiến hóa các vũ khí nguyên tử. Đức Thánh Cha Phan Cô đã lập đi lập lại nhiều lần liên hệ giữa mọi sự và mọi người. Việc giải trừ và không để cho vũ khí hạt nhân lan tràn gắn liền với việc giải trừ vũ khí toàn diện, với sự phát triển nhân bản toàn diện. Việc tối tân hóa và phát triển các kho vũ khí các cơ cấu hạ tầng và hệ thống chuyển giao chúng là khước từ người nghèo và gây thiệt hại cho các tài nguyên cần được dùng để xóa đói giảm nghèo và giúp phát triển con người toàn diện. Hồi tháng 11 năm ngoái, phát biểu trong Hội nghị quốc tế về một thế giới không có vũ khí hạt nhân và tương quan giữa việc giải trừ vũ khí toàn diện và sự phát triển nhân bản toàn diện, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập tới các hậu quả tai hại của việc sử dụng vũ khí hạt nhân đối với con người và môi sinh, cũng như nguy cơ lầm lẫn hay mọi loại làm nổ vũ khí nguyên ngài đã không chỉ kết án việc đe dọa sử dụng mà cả việc sở hữu các vũ khí nguyên tử nữa công lý lý trí và việc thừa nhận phẩm giá con người mạnh mẽ kêu gào nhưng chạy đua vũ trang chúng ta phải giải thoát trái tim con người khỏi sự sợ hãi âu lo trước thảm họa do vũ khí nguyên tử gây ra cần phải loại bỏ chúng khỏi các kho vũ khí quân sự và trên hết là việc dùng chúng khỏi tâm trí con người Bokoro, các giám mục là các chủ chăn được mời gọi có mùi chiên, làm chứng cho ơn gọi của Thiên Chúa sống gần gũi với các linh mục, dân chúng và đặc biệt là giới trẻ. Đức Tổng giám mục Kurian Matthew và Yai sứ thần tòa thánh tại Papua Tân Guinea, đã nói như trên trong bài giảng Thánh lễ khai mạc Hội nghị khoáng đại của Liên hội đồng giám mục Đại Dương Châu nhóm tại trung tâm Emmaus ở Bokoro hôm 19 tháng 4 vừa qua tham dự hội nghị về đề tài được mời gọi tràn đầy sự sống và tình yêu có 19 giám mục Papua Tân Guinea và quần đảo Salomon. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhấn mạnh rằng nếu chúng ta sống gần gũi với dân chúng, nếu chúng ta sẵn sàng lắng nghe họ và tiếp xúc với họ, chúng ta sẽ trao ban cho Chúa Kitô một chỗ đứng trong cuộc đời họ. Đức Tổng Giám mục Veya Lunkan cũng cảm ơn các giám mục vùng Đại Dương Châu về sự tận tụy hiệp nhất và tình yêu đối với dân chúng điển hình là gương sáng của các vị và các cộng đoàn Kitô trong việc trợ giúp và lo lắng cho người dân nạn nhân của trận động đất tại Mendi mới đây. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng đề cập tới Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm nay. Ngài khích lệ các vị, hãy lắng nghe người trẻ. Là mục tử chúng ta cần đi ra ngoài, tìm giới trẻ và hướng dẫn họ bước đi trên con đường của tin mừng. Giáo hội phải lăn xả vào trong xã hội tân tiến như nơi phong phú cho việc loan báo tin mừng và trong nhãn quan đó cần bảo đảm với giới trẻ là các giám mục tin tưởng họ. Phát biểu trong đại hội Đức cha Peter bakero dòng Đông Bosco, giám mục giáo phận Kerema cũng khẳng định rằng lời khen tặng tốt nhất mà một giám mục có thể nhận được, đó là một người của Thiên Chúa, một người có đức tin sâu xa. Dân chúng bị thu hút bởi sự hiền dịu, cảm thương và thái độ tha thứ của chúng ta là mục tử chúng ta cần phải hiện diện bên người trẻ, trên bình diện thể lý và tinh thần, thăng tiến nơi họ một tương quan sống động thân tình với Chúa. 25 tháng 4 hôm nay, các giám mục đến Vanimo để tham dự lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Francis Meli, được Đức Thánh Cha chỉ định làm giám mục giáo phận này ngày mùng 5 tháng 2 vừa qua. Mà prit các giám mục Tây Ban Nha bày tỏ vui mừng trước tin tổ chức khủng bố ETA tuyên bố tự giải tán. Đức cha Jose Maria Gintamajo, tổng thư ký Hội đồng giám mục Tây Ban Nha, đã cho biết như trên trong cuộc họp báo kết thúc phiên họp khoáng đại mùa xuân của Hội đồng giám mục triệu tập tại thủ đô Madrid những ngày vừa qua. Trong một thông cáo, tổ chức ETA đã thừa nhận sự tai hại và khổ đau đã gây ra trong các năm chiến đấu vũ trang và xin lỗi tất cả các nạn nhân không trực tiếp liên lụy tới cuộc xung đột giành độc lập cho vùng Parker và cho biết sẽ giải tán vào ngày mùng 5 tháng 5 tới này. Việc loan báo chính thức sẽ được làm tại Bayonne bên Pháp. Trong cuộc họp báo, Đức thánh tra Tamaso nhấn mạnh: "Chúng tôi đặc biệt nhớ tới các nạn nhân và gia đình họ." nỗi khổ đau của họ không kết thúc với một lời tuyên bố từ phía những kẻ đã gây ra sự đau đớn và bạo lực. Chúng tôi hy vọng rằng tin này góp phần vào việc hòa giải quốc gia là công việc khó khăn mệt nhọc hơn và đòi hỏi nhiều quảng đại. Đức cha cầu mong rằng trong vùng Park và trong con tim của các gia đình các nạn nhân, người ta có thể tạo dựng một xã hội hòa giải, một sự gắn bó xã hội cần thiết khủng bố phá hoại là một hành động tồi bại và không có gì có thể biện minh cho cái chết của những người vô tội. Trong trường hợp này là một danh sách dài những người vô tội phải chết vì bạo lực. Nhân danh Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức Cha Tổng Thư Ký chúc mừng chiến thắng của nền dân chủ, một xã hội dân chủ và việc tôn trọng luật lệ cống hiến không gian cho việc biểu lộ các ý kiến riêng trong sự tôn trọng những người khác. Đây là một ngày trong đó chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa giáo hội sẽ tiếp tục trợ giúp để cho sự chung sống có thể được thực hiện trong vùng Parker và trong toàn xã hội Tây Ban Nha. ETA là tên viết tắt của các từ Euskadi ta askatasuna có nghĩa là nước Parker và tự do, là lực lượng chiến đấu vũ trang đòi độc lập cho vùng Parker giáp giới với miền Nam Pháp. Hồi năm 2011, tổ chức ETA đã tuyên bố ngưng chiến và đã buông khí giới vào tháng 4 năm 2017. Được thành lập năm 1958, tổ chức ETA đã khiến cho 822 người chết, trong đó có 481 cảnh sát hay binh sĩ và 341 thường dân. Cuộc khủng bố đầu tiên xảy ra ngày 7 tháng 6 năm 1968. Cuộc khủng bố cuối cùng là vào ngày 5 tháng 12 năm 2008, với việc ám sát ông Iñacho Uy Mendizapan, 71 tuổi, giám đốc tổ chức doanh nghiệp Antuna Iuria, đang thực hiện một mạng đường xe lửa cao tốc. Trong các vụ khủng bố đáng ghi nhớ có vụ sát hại thiếu tướng hải quân Lis Carrero, người kế vị Franco, vào ngày 20 tháng 12 năm 1973 quý vị đang theo dõi chương trình việt ngữ vatican sau đây chúng tôi sẽ nói về sứ điệp của hội đồng giám mục nam sudan về tình hình trong nước Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 21 tới 23 tháng 2 vừa qua, hội đồng giám mục Nam Sudan đã nhóm đại hội khoáng đại tại thủ đô Juba để thảo luận các vấn đề của giáo hội và của đất nước. Kết thúc đại hội, các giám mục Nam Sudan đã công bố sứ điệp gửi tín hữu và nhân dân toàn nước, trong đó các vị mời gọi hàng lãnh đạo có can đảm tinh thần và luân lý chấm dứt chiến tranh, hòa giải với nhau và chung lo cho thiện ích của toàn dân nước các vị cho biết đã không thỏa mãn vì nhận thấy các vị lãnh đạo của chính quyền cũng như của phe đối lập đã không bỏ ra một bên các lợi lộc riêng tư của họ để làm hòa với nhau và lo cho thiện ích của nhân dân Nam Sudan. Các vị cũng nhận thấy các binh sĩ chỉ nhìn thế giới qua lăng kính của bạo lực, chính họ cũng bị chấn thương tâm thần, lạc lõng mất hướng và cần được trợ giúp cũng như chữa lành nhân dân Nam Sudan lại càng bị chấn thương tâm thần hơn nữa vì bốn năm nội chiến giữa các lực lượng vũ trang của Tổng thống Salva Kiir và của Phó Tổng thống Riek Macha khiến cho hàng chục ngàn người chết, bao nhiêu ngàn người bị thương và hơn một triệu người phải tản cư lánh nạn chiến tranh. Hậu quả là cảnh cướp phá, kinh tế suy sụp, vi phạm các quyền con người và tàn phá các cơ cấu hạ tầng. Trẻ em và người trẻ thất học, các gia đình không được trợ giúp về y tế và an sinh. Trong khung cảnh thê thảm này của đất nước, giới lãnh đạo cần làm một cuộc tĩnh tâm để được chữa lành các vết thương tâm lý, thay đổi con tim, hầu có thể từ bỏ bạo lực, hòa giải với nhau và thăng tiến phát triển đất nước. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung sứ điệp này. Mở đầu sứ điệp, các giám mục Nam Sudan bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Phan Xích Cô, vì các lời cầu nguyện và kêu gọi liên tục cho hòa bình tại Nam Sudan, Cộng hòa Dân Chủ Congo và nhiều nơi khác trên thế giới đang có xung đột. Các giám mục viết, chúng tôi được khích lệ bởi sự chú ý cá nhân của Đức Thánh Cha đối với quốc gia của chúng tôi và chúng tôi tái mời ngài đến viếng thăm chúng tôi khi tới lúc. Chúng tôi cũng cảm ơn các tổ chức quốc tế và vùng miền vì sự dẫn thân giúp phục hồi tiến trình hòa bình của chúng tôi, Tuy chúng tôi ghi nhận rằng vài tổ chức này có các lợi lộc riêng của họ, chúng tôi hy vọng rằng giai đoạn 3 của diễn đàn cấp cao tái hồi sinh sẽ chấm dứt bạo lực từ cả hai phía chính quyền và phe đối lập, đã không thể bỏ các lợi lộc riêng tư sang một bên và làm hòa với nhau cho thiện ích của dân nước. Chúng tôi khẩn nài họ với các lời của Thánh vịnh 95 câu 4, đừng cứng lòng nữa. Chúng tôi sợ rằng các nhà lãnh đạo của chúng tôi không biết tạo dựng hòa bình ra sao họ lầm lẫn họ là giới quân nhân nhìn thế giới qua lăng kính của bạo lực họ cần được giúp đỡ không phải với các chi tiết kỹ thuật và chính trị nhưng với sự can đảm tinh thần và luân lý để làm hòa để có cái nhìn về tương lai bao gồm hòa bình con tim của họ cần được đánh động họ cần được trợ giúp để phân định làm sao biến cơm giáo thành lưỡi cuốc lưỡi cày rất nhiều người trong họ bị chấn thương tâm thần cũng như nhiều người dân nam sudan họ chấn thương có thể làm tê liệt dân chúng khiến cho họ có cung cách hành xử không thích hợp soi mòn luân lý và đạo đức của họ và dẫn đưa họ tới chỗ tự thương xót mình và khước từ họ cần được chữa lành khỏi tình trạng bị chấn thương đó họ sợ hãi hòa bình và họ đang triệt hạ dân chúng họ đã kêu gọi những người theo họ thuộc bất cứ bộ tộc nào hy sinh cho vài lợi lộc nào đó nhưng lợi lộc gì đây các vị lãnh đạo sợ hãi trở về với dân dân mà không cho người dân thấy gì cả vì thế họ tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này bởi vì họ không biết phải làm gì tiếp tục đánh nhau thì dễ hơn là liều lĩnh làm hòa họ không chỉ sợ hãi công lý quốc tế mà cũng sợ hãi điều nhân dân sẽ làm cho họ nếu họ thất bại họ đã thất bại rồi, hơn 4 năm chiến tranh, hàng chục ngàn người chết, hàng triệu người phải di tản, cướp bóc, hãm hiếp, đói khổ, kinh tế sụp đổ, luật lệ gãy gập, các cơ cấu hạ tầng của quốc gia bị tàn phá, trẻ em không được giáo dục, các gia đình không được săn sóc sức khỏe. Tất cả đều diễn tả sự thất bại, phải cần có bao nhiêu người chết nữa, bao nhiêu thất bại nữa, trước khi họ chấp nhận rằng họ đã thất bại và đã không biết phải làm gì. Chúng tôi đã tự hỏi làm sao có thể giúp họ thắng vượt sự sợ hãi và lầm lẫn của họ, làm thế nào để giúp họ hòa giải, không phải chỉ trên bình diện chính trị mà thôi, nhưng sâu xa hơn trong con tim của họ. Chúng tôi đã công bố nhiều tuyên ngôn, nhưng chúng đã không được lắng nghe. Chúng tôi lặp lại một lần nữa, phải chấm dứt tức khắc việc giết chóc chúng ta phải buông khí giới xuống đất để đôi tay được tự do và có thể ôm lấy nhau. Trong năm 2015, Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Sudan của chúng ta đã công bố tuyên ngôn, trong đó chúng tôi cống hiến việc thành lập diễn đàn trung lập, nơi các vị lãnh đạo của chính quyền và của các đảng phái đối lập chính, cũng như các nhóm vũ trang và các nhóm chính trị có thể gặp gỡ đối thoại trong khuôn khổ an ninh các giám mục công giáo chúng tôi dấn thân hoàn toàn ủng hộ tiến trình này bao gồm cả một cuộc tĩnh tâm được các vị lãnh đạo tôn giáo nam sudan và từ các nơi khác đến hướng dẫn nó sẽ là cuộc tĩnh tâm chữa lành đem đến sự thay đổi cá nhân để chuẩn bị cho các tham dự viên đương đầu với nhiệm vụ tạo dựng hòa bình phúc cho những ai tạo dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con thiên chúa chúng ta là người dân Nam Sudan, chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề của mình nếu chúng ta có thể thay đổi con tim. Chúng tôi mời gọi mọi người thiện trí hợp với chúng tôi hôm nay ăn chay cầu nguyện cho hòa bình và tiếp tục ăn chay cầu nguyện dựa trên nền tảng thường xuyên trong các tháng tới. Chúng tôi cũng đau buồn thừa nhận rằng có nhiều người dân Nam Sudan đang liên lỉ ăn chay khi họ không có thực phẩm để ăn. Hòa bình sẽ đến khi các con tim của các người lãnh đạo Nam Sudan thay đổi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hoán cải ấy. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Trên đây là nội dung sứ điệp của các giám mục Nam Sudan gửi tín hữu và nhân dân toàn nước sau phiên họp khoáng đại nhóm tại thủ Dojuba hồi cuối tháng 2 năm nay đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phan Cô dành ngày 23 tháng 2 để cầu nguyện cho Nam Sudan, Cộng hòa Dân Chủ Congo và các quốc gia đang có chiến tranh. Cộng đoàn Công giáo Tombura Yambio trong suốt mùa chay và đặc biệt trong các ngày này đã ăn chay cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha. Giảng trong Thánh lễ Chúa Nhật ngày 18 tháng 2, Đức Cha Barani Eduardo Hiboro Kusala, Giám mục Tombura Yambio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc và Nam Sudan nói, Chúng ta khiêm tốn biết ơn Đức Thánh Cha Phan Cô, quý yêu đã mời gọi chúng ta hiệp nhất ăn chay cầu nguyện cho hòa bình tại Nam Sudan và Cộng hòa Dân Chủ Congo cũng như cho mọi quốc gia đang gặp khó khăn. Nhân danh các tín hữu công giáo và toàn dân Sudan và Nam Sudan, tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sự chân quý của chúng tôi đối với Đức Thánh Cha, vì tình yêu thương và sự chú ý liên tục của Ngài đối với chúng tôi. Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột của chúng tôi, Đức Thánh Cha Phan Cô đã liên tục cống hiến các lời cầu nguyện và ủng hộ của Ngài cho sự ổn định và nền hòa bình tại Nam Sudan, bao gồm toàn nước Sudan nữa. Đức Cha Kusala nói tiếp trong bài giảng Thánh lễ, Mùa chay là thời điểm mời gọi tất cả chúng ta là Kitô hữu, suy tư sâu xa về cuộc sống của mình, không phải chỉ liên quan tới lòng thống hối và hòa giải. Đất nước chúng ta cần sự hiệp nhất dẫn đưa chúng ta tới việc chữa lành qua sự sám hối đích thực. Hiệp nhất không có nghĩa là một xã hội tự do khỏi các xung đột, mà đúng hơn là một xã hội trong đó tất cả mọi người có thể hưởng sự tự do và sống kinh nghiệm tình yêu và lòng cảm thương. Mùa chay cũng là thời điểm xét mình và duyệt lại đức tin của chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Trong khi dừng lại trên các bổn phận thường ngày của mình trong mùa chay, chúng ta hãy suy niệm về cuộc sống của Chúa Kitô, các giá trị của nó, lòng thương người của Ngài và ý muốn kháng cự lại các cám dỗ của thế gian, để lấy hứng làm việc thiện và ảnh hưởng trên các người khác và là các sứ giả hòa bình của lời Chúa. Trong các thời gian đen tối như thời gian này, các câu trả lời không dễ, nhưng chúng ta có thể củng cố khích lệ nhau vì biết rằng cả sự tuyệt vọng kinh khủng nhất cũng có thể được soi chiếu bởi một ánh sáng hy vọng việc tha thứ đòi hỏi phải thực thi sự liêm chính tâm trí cởi mở và ý muốn làm thử nó không phải là điều dễ có lẽ bạn đã thử tha thứ cho ai đó và đã không thành công có lẽ bạn đã tha thứ và người đó không tỏ ra hối hận hay thay đổi cung cách sống hoặc đã không chấp nhận các xúc phạm của họ mà bạn không tha thứ cho họ nữa phương thế duy nhất để sống kinh nghiệm sự chữa lành và hòa bình là tha thứ cho tới khi nào chúng ta không tha thứ thì chúng ta đóng kín trong lỗi đớn đau của mình và bị đóng kín khỏi khả thể sống kinh nghiệm của sự chữa lành và tự do bị loại trừ khỏi khả thể sống trong an bình lễ phục sinh của chúng ta phải là hòa bình thực sự trong con tim hòa bình với các người lân cận và các quốc gia của chúng ta vì thế, trong khi chúng ta chuẩn bị mình phải đáp trả lời mời gọi của Chúa Kitô tiến tới gần Ngài hơn nữa trong mùa chay này, để được tràn đầy niềm vui phục sinh và được phép xây dựng nước chân lý, công bằng và hòa bình của Ngài. Chúng ta hãy nhớ các lời khôn ngoan của sách huấn ca. Hãy giơ tay cho người nghèo, để phúc lành của con được toàn vẹn. Giáo phận Tompura Jampio của Đức cha Kusala có hơn một triệu tín hữu công giáo, thuyết trình trong Đại hội Hòa bình hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Đức cha Kusala khẳng định rằng Nam Sudan là vùng đất được chúc phúc vì có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên. Thiên Chúa và thiên nhiên đã ban cho chúng ta đủ để khiến cho chúng ta tất cả giàu có và thịnh vượng. Nhưng chính chiến tranh xung khắc đã đẩy đưa chúng ta vào tình hình thê thảm như hiện nay. Vì có nhiều bất ổn trong thế giới ngày nay, có nỗ lực rèn luyện căng tính nhất là bộ tộc tạo ra ý thức bất an ngăn chặn sự thay đổi, cần phải tập trung vào giới trẻ, cung cấp cho họ một nền giáo dục và đào tạo nghề nghiệp có phẩm chất cao hơn để giúp họ giúp xây dựng tương lai quốc gia. Mới đây trong chuyến viếng thăm 100 đại chủng sinh tại Đại chủng viện của Hội đồng Giám mục Sudan, Đức cha Michael Didi Adgum Mangoria, Tổng giám mục Khartoum cho biết chiến tranh đã khiến cho mọi người dân, kể cả các chủng sinh và các giáo sư bị chấn thương tinh thần. Năm nay tình hình khả quan hơn và Ngài đã khích lệ các ứng sinh linh mục tiếp tục tiến bước và tận dụng các phương tiện và tài năng Chúa Ban để chuẩn bị cho sứ mệnh tương lai, trong đó có đời cầu nguyện sâu xa. Cha Beatus Mauki, giám đốc trường trung học Loyola của dòng tên tại Vau ở Nam Sudan cho biết Cuộc nội chiến bùng nổ hồi năm 2013 và kéo dài cho tới nay đã khiến cho ít nhất 50.000 người chết, hàng trăm ngàn người phải bỏ nhà cửa ruộng vườn tản cư lánh nạn chiến tranh và 40% trên tổng số 12 triệu dân Nam Sudan thiếu lương thực trầm trọng. Chiến tranh đã tàn phá đất nước, các cuộc giao tranh lan tràn khắp nơi, sinh hoạt của trường bị chậm lại. Được thành lập năm 1982, trường Trung học Loyola đã bị đóng cửa trong thời gian dài vì chiến tranh giữa Bắc và Nam Sudan. Hiện trường có 580 học sinh nam nữ, 35 giáo sư và 6 tu sĩ dòng tên. 60% các học sinh đến từ các trại tị nạn và nhiều em mồ côi. Tại đây các em tiếp tục được giáo dục học hành không bù cho 19.000 trẻ em vị thành niên nam nữ khác không được học hành nhưng bị sung vào quân ngũ để chiến đấu bên cạnh các lực lượng vũ trang trở thành nạn nhân của bạo lực, bị hãm hiếp, khai thác bóc lột và bị tẩy não. Tổ chức UNICEF đã cho biết ngày 17 tháng 3 vừa qua đã có 207 em gồm 112 nam và 95 nữ được trả tự do tại Bakiwiri cách Jambo 1 giờ lái xe các em đã chiến đấu trong phong trào giải phóng quốc gia Nam Sudan và lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Sudan. Hồi năm 2016, phong trào giải phóng quốc gia đã ký thỏa hiệp hòa bình với chính quyền và hiện đang hội nhập vào lực lượng quân đội quốc gia. Trong các ngày tới sẽ có thêm 1.000 em khác nữa. Vụ trả tự do đầu tiên là hồi đầu tháng 2 năm nay tại thành phố Yambio với 300 em được trả về gia đình hay các trung tâm trợ giúp do UNICEF điều hành. Trong lễ nghi tiếp đón các em, ông Mahimbo Mdoe, đại diện UNICEF, tuyên bố sẽ không bao giờ còn có trẻ em nào phải cầm súng chiến đấu nữa. Đối với mỗi em được trả tự do, hôm nay bắt đầu một cuộc sống mới, và UNICEF hãnh diện được trợ giúp các em làm lại cuộc đời. Các em buông khí giới và mặc quần áo dân sự, tiếp đến được khám sức khỏe và săn sóc thuốc men, cũng như được trợ giúp để vượt thắng chấn thương tâm lý, được học nghề và học chữ tùy theo lứa tuổi của các em. Tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuộc lại sự dấn thân của các nữ tu dòng thánh Du Xe ở Congo. Cộng hòa dân chủ Congo là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản nhưng nghèo đói chính trị bất ổn tham nhũng và xung đột kéo dài suốt hai thập kỷ qua các cuộc biểu tình cùng giới bạo động xuất phát từ việc phe đối lập yêu cầu tổng thống phải công bố kế hoạch cụ thể về cuộc bầu cử tổng thống đồng thời đòi ông từ chức để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử tình trạng hỗn loạn ở cộng hòa dân chủ Congo khiến phần lớn các cửa hàng kinh doanh và ngân hàng tại thủ đô phải đóng cửa lực lượng quân đội và cảnh sát đã gần như bị tê liệt tình trạng khủng hoảng chính trị dẫn theo những cuộc khủng hoảng khác đặc biệt là khủng hoảng về kinh tế mà nạn nhân đầu tiên là các trẻ em quỹ nhi đồng liên hiệp quốc kêu gọi thế giới không ngừng làm ngơ trước tình trạng đau khổ của trẻ em và nhiều gia đình ở cộng hòa dân chủ congo nhiều trẻ em bị tuyển mộ tham gia các cuộc xung đột vũ trang. Trẻ em bị ép buộc phải rời bỏ nhà ở. Đứng trước hoàn cảnh khó khăn của đất nước, các nữ tu dòng Thánh Du Xe đã nhanh chóng dấn thân phục vụ những người nghèo để một phần nào đó so dịu nỗi khổ đau cho họ. Các sơ đã cố gắng đem linh đạo của mình vào môi trường thực tế của xã hội Congo. Theo mẫu gương của Thánh Du Xe, sống màu nhiệm nhập thể trong gia đình Nazareth, Thánh Giuse luôn sẵn sàng phục vụ Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Các nữ tu dòng Thánh Giuse không phân biệt thứ cấp khác nhau, tất cả được huấn luyện để noi gương Thánh Giuse trong gia đình Nazareth. Các nữ tu tự xem mình là người tôi tớ và phục vụ người khác trong sự tuân thủ các quy tắc và lực lệ. Mỗi người ý thức đến việc trở nên xứng đáng nhất cho hành trang đạo đức tôn giáo quý giá như Thánh Du Xe dạy dỗ Chúa Giêsu suốt quãng thời gian thơ ấu, và cũng như một người thầy với tất cả tình yêu, sự khiêm tốn và dân hiến. Các sơ chăm sóc các trẻ em, những người trẻ, thanh thiếu niên và mọi người mà Chúa gửi đến cho các sơ, bởi vì họ là những người mà Chúa yêu mến. Một công việc phục vụ đặc biệt mà các nữ tu thực hiện cho người dân Congo là tạo dựng một nhà để tiếp nhận các trẻ em mồ côi các bé bị bỏ ở các cửa bệnh viện hoặc trước cộng đoàn hoặc có trường hợp các bé được tìm thấy bị bỏ rơi ở một nơi nào đó, được phát hiện và được mang đến cho các nữ tu. Các nữ tu dòng thánh du xe đã phải đương đầu với ngày càng nhiều trẻ nhỏ, trẻ em cần mọi thứ. Các sơ đã tự hỏi, phải làm gì đây? Giải pháp duy nhất là tạo ra một cơ sở để đón tiếp các em. Vì vậy, vào năm 2012, Cô nhi viện được hình thành tại trung tâm bệnh viện Mario Vanucci, cách Uvira khoảng 20 cây số, gần biên giới giữa Congo và Burundi. Nữ tu Claire, người phụ trách cộng đoàn nói: "Uvira nằm ở phía bắc của hồ Tanzanyika, đó là một khu vực sinh sống của một dân số rất nghèo và mù chữ. Trong những năm gần đây, nó là trung tâm của các hành động quân sự gây ra sự bất ổn và gia tăng sự nghèo đói ở các trạm xá nhỏ của các làng xung quanh có nhiều bà mẹ đã chết liên quan đến các bệnh trong lúc mang thai hoặc sau khi sinh con những người cha thường là lính họ không thể chăm sóc các thành viên trong gia đình vì vậy các trẻ em mồ côi được giao phó cho các trạm xá nhưng nhân viên không có và không có công cụ hoặc phương tiện để chăm sóc những đứa trẻ Nữ tu Francois, người phụ trách trại mồ côi nhớ lại. Lần đầu tiên là trường hợp của một em bị nhân viên từ chối, đã chết sau 4 ngày. Rồi một trường hợp thứ hai của một bé đã chết một tuần sau khi mẹ qua đời. Vì người thân không biết phải đưa em đi đâu. Với thời gian, các trường hợp tương tự được lặp lại. Sơ Francois tiếp tục. Vì vậy, chúng tôi nghĩ đến việc bắt đầu đón tiếp những đứa trẻ này, chúng tôi bắt đầu công việc trong sự phó thác và tình yêu quan phòng của Chúa. Chúng tôi tin rằng các em là con cái của Thiên Chúa. Ngài sẽ ra tay can thiệp. Cơ sở của công đoàn được thiết kế lại cho phù hợp để đón tiếp các em. Các sơ được hai phụ nữ trong vùng giúp đỡ. Trong khi đó, số trẻ em đang tăng lên. Nhiều em trong số các em bị bỏ lại phía cửa trại mồ côi vì họ hèn biết rằng các nữ tu có thể chăm sóc các em. Sơ François kết luận, Hiện nay chúng tôi có tất cả 26 em và hai em trong số đó đã đi học mẫu giáo. Tương lai của các em sẽ ra sao? Chúng tôi đặt các em vào tay Thiên Chúa và làm việc nhân danh Chúa Kitô. Trong ngôi nhà này, các em được lớn lên một cách lành mạnh và được chăm sóc một cách tốt nhất có thể. Nhờ sự nhận nuôi từ xa, các em có cơ hội học tập và hướng đến một tương lai tốt đẹp. Trong khi đó, chúng ta phải nói cảm tạ Chúa vì đã cho chúng tôi những người ủng hộ trợ giúp để chúng tôi có thể thực hiện việc bắt ái này hiện tượng trẻ thơ bị bỏ rơi là một trường hợp khẳng cấp thực sự ở cộng hòa dân chủ congo các em thường là con của các gia đình rất nghèo nhiều trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi vì cha mẹ của họ không có hy vọng về tương lai và không thể nuôi hoặc chăm sóc các em việc làm của các nữ tu dòng thánh Du xe Thực sự là một điểm sáng trong một vùng đất đầy tâm tối của sự khủng hoảng chính trị và xã hội. Trước khi kết thúc chương trình Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài tầm quan trọng của nhân đức thờ phượng trong đời sống Kitô giáo. Hồi trưng tuần tháng 4 này, nhiều báo chí đăng tải kết quả điều tra của Viện Gallup chuyên thăm dò dư luận ở Mỹ cho biết tỷ lệ các tín hữu công giáo ở Mỹ tham dự các thánh lễ giảm mất 6% so với tình trạng cách đây 5 năm. Đây là sự suy giảm mạnh nhất được ghi nhận kể từ vài thập niên qua, Chẳng hạn, số tín hữu công giáo Mỹ đi nhà thờ mỗi tuần là 39% trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, tức là dưới triều đại Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Trước đó, trong thời gian từ 2005 đến 2008, số người đi lễ mỗi tuần là 45%. Nếu xét theo lứa tuổi, thì sự suy giảm mạnh nhất nơi lớp tiến hữu từ 50 đến 59 tuổi, nghĩa là từ mức 46% xuống còn 31% đi lễ mỗi tuần một lần, tức là giảm tới 15%. Trái lại, nơi lúa tuổi từ 30 đến 39, thì số người đi lễ lại gia tăng từ 40% trước đây dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 lên 43% như hiện nay. Nói chung, mức độ hành đạo của các tín hữu công giáo ở Mỹ vẫn còn cao hơn nhiều so với nhiều nước ở Âu Châu, từ lâu nay đã lâm vào tình trạng xa sút trầm trọng. Ví dụ, tại Hòa Lan, theo một thống kê công bố cách đây 17 năm, thì số tín hữu công giáo tại Hòa Lan có 5 triệu 200 ngàn tín hữu. Nhưng số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật đều đạn tại nước này giảm suốt rất nhiều, từ 27% trong năm 1960 xuống còn 500.000 người trong năm 1996, tức là giảm tới 81%. Việc lãnh nhận các bí tích khác cũng giảm sút ngoại trừ lễ an táng thì lại gia tăng 17%. Cùng với việc thực hành đạo, số ân gọi linh mục cũng giảm sút nặng nề tại Hòa Lan. Trong thời họp Công đồng Trung Vatican II từ 1960 đến 65 mỗi năm có ít nhất là 278 tên linh mục tại nước này. Nhưng 30 năm sau đó, tức là năm 2001, chỉ còn chừng 31 tên linh mục mỗi năm, tức là giảm tới 89%. Ngày nay tình trạng càng thê thảm hơn. Kính thưa quý vị thính giả, những con số trên đây thực ra chỉ là những thống kê về những người tuyên bố mình là tín hữu công giáo và nói lên số lượng những người đi nhà thờ hoặc tham dự thánh lễ Chúa Nhật chắc chắn người ta không thể dựa vào đó để xác quyết về số người thực sự thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, những con số ấy cũng nói lên phần nào ảnh hưởng của đức tin đối với đời sống luân lý thường nhật của các tín hữu. Thực vậy, tại những nước có tỷ lệ thực hành đạo thấp, thì cũng thường xảy ra hiện tượng người ta dễ dàng chấp nhận những lối sống trái với luân lý ngay chính của Kitô tô giáo, dễ chấp nhận phá thai, ngừa thai, làm tuyệt đường sinh sản, đồng tính luyến ái, kết liễu sinh mạng người già, người bệnh, theo lời yêu cầu của đương sự, vân vân. Những dấu chỉ đó có nghĩa là nhân đức thờ phượng không thực sự đi sâu vào mọi môi trường của cuộc sống người tín hữu. Đức thờ phượng không phải chỉ là một nhân đức bên cạnh các nhân đức khác, một thái độ hoặc một hành động cần được thực hiện trong một lúc nào đó của cuộc sống. Trái lại, đó là một nhân đức bao trùm toàn thể cuộc sống của người Kitô hữu. Thánh Phaolô tông đồ đã nhấn mạnh đặc biệt về điểm này khi ngài chống lại các xu hướng tục hóa nơi các tín hữu thành Corinto. Trong thư thứ nhất gửi các tín hữu tại đây, thánh nhân viết: dù anh chị em ăn, dù anh chị em uống hay làm bất cứ điều gì, hãy làm tất cả vì vinh danh Thiên Chúa. Và trong thư gửi tín hữu thành Colosse, Thánh Nhân cũng viết, Khi anh chị em làm bất cứ điều gì, trong lời nói cũng như trong hành động, anh chị em hãy làm nhân danh Chúa Giêsu Kitô để nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha thánh thomas aquino tiến sĩ cũng nhấn mạnh đến chức năng của nhân đức thờ phượng là làm cho toàn thể đời sống luân lý được sinh động và mang dấu vết của việc tôn thờ thiên chúa biến cuộc sống thường nhật thành một của lễ dâng lên thiên chúa theo thánh tiến sĩ nhân đức thờ phượng được biểu lộ qua những tác động hiển nhiên như cầu nguyện dân thánh lễ nhưng đồng thời cũng phải hướng dẫn các hành vi của các nhân đức khác nữa chẳng hạn khi làm một hành vi nào đó vì đức bác ái để giúp đỡ tha nhân. Tín hữu Kitô phải thực hiện việc bác ái đó với mục đích làm vinh danh Thiên Chúa. Cũng như tình yêu đối với Thiên Chúa là linh hồn của toàn thể đời sống luân lý Kitô giáo và biến đời sống này thành một dấu chỉ của sự đáp lại của người tín hữu đối với tình thương yêu của Thiên Chúa thì nhân đức thờ phượng cũng phải mang lại cho toàn thể đời sống Kitô giáo tính chất tôn thờ Thiên Chúa, làm sao để mọi hành vi, ngôn ngữ, tư tưởng của mình đều quy hướng vào mục đích duy nhất là làm vinh danh Thiên Chúa. Như thế chúng ta thấy rằng đức mến Chúa cũng như nhân đức thờ phượng không thay đổi bản tính của các nhân đức khác và hành vi luân lý của tín hữu, nhưng thăng hoa và làm cho các hành vi nhân đức khác được trở nên cao thượng, tốt đẹp hơn. Tín hiếu nào để cho lòng mến Chúa và ý hướng thờ phượng Chúa làm động lực cho mọi hành động và tư tưởng của mình thì họ sẽ làm các hành vi nhân đức khác với ý hướng thanh khiết và với một nhiệt tâm lớn lao hơn. Nói khác đi, giá trị cao quý của hai nhân đức mến Chúa và đức thờ phượng không loại bỏ các giá trị của các nhân đức khác, nhưng đòi hỏi phải có các nhân đức khác nữa. Trong thực tế, nhân đức thờ phượng hiểu theo nghĩa đó chính là một nhân đức quy hướng con người về việc tôn thờ Thiên Chúa và biểu lộ sự thờ kính Chúa qua các hành động bên ngoài. Nhân đức đó có nhiều hình thức khác nhau tùy theo các tác động nhắm làm vinh danh Thiên Chúa. Loại tác động thờ phượng thứ nhất là các tác động nội tâm nhưng đồng thời được biểu lộ qua các tác động hữu hình bên ngoài khi những tác động thờ phượng Chúa bên ngoài không có những tác động nội tâm nâng đỡ và hướng dẫn, thì đó chỉ là những tác động vô giá trị. Đằng khác, cũng chính nhờ tác động thờ phượng Chúa như những lời kinh đọc hoặc các nghi lễ phụng vụ hữu hình khác mà các tác động thờ phượng nội tâm không trở nên suy nhược và nghèo nàn. Con người có cả hồn lẫn xác nên những tác động thờ phượng nội tâm, những tâm tình bên trong con người cần được những hình thức bên ngoài, những nghi thức hữu hình nâng đỡ và bổ túc. Những người chủ trương đạo tại tâm và loại bỏ những nghi thức phụng vụ các kinh nguyện chung hoặc là riêng ở bên ngoài thường sẽ gặp nguy cơ làm cho đời sống cầu nguyện nội tâm của mình trở nên nghèo nàn. Những hình thức thờ phượng chủ yếu như kinh nguyện và thánh lễ là những điều có thể được thực hiện như những tác động nội tâm đồng thời là tác động vừa nội tâm vừa được diễn tả ra bên ngoài. Ngoài những tác động thường xuyên như cầu nguyện, thánh lễ và các nghi thức phụng vụ, còn có các tác động ngoại thường như việc tuyên hứa và khấn dòng. Việc các tu sĩ tuyên khấn tuân giữ ba lời khấn, vân phục, khiết tịnh và thanh bành, đó là những tác động thuộc về nhân đức thờ phượng Thiên Chúa. Những tác động được cử hành chính thức nhân danh giáo hội để thờ phượng Thiên Chúa được gọi là phụng vụ và luôn luôn có tính cách công khai. Bên cạnh các tác động phụng vụ còn có những tác động bán phụng vụ có tính cách công cộng hoặc riêng tư. Ví dụ các việc sùng mộ như lành hạt mân côi, các cuộc hành hương. Thật ra không có việc phụng tự nào hoàn toàn là riêng tư đúng nghĩa tức là một tín hữu hoàn toàn hành động một cách lẻ loi biệt lập vì khi một người âm thầm cầu nguyện một mình trong căn phòng bé nhỏ thì họ cũng kết hợp với Chúa Kitô là đầu nhiệm thể và nhờ Chúa Kitô họ cũng được kết hợp với các chi thể khác của Ngài ngoài ra các nhà thần học còn phân biệt thờ phượng trực tiếp và gián tiếp Việc thờ phượng trực tiếp là khi người tín hữu liên lạc thẳng với Thiên Chúa, với Ba Ngôi Cực Thánh, với nhân tính của Chúa Kitô đến kết hiệp mật thiết với ngôi Hai Thiên Chúa. Việc thờ phượng này được gọi là sự thờ phượng đúng nghĩa. Việc thờ phượng gián tiếp là khi tín hữu tôn kính các thụ tạo đã được kết hiệp với Thiên Chúa một cách đặc biệt và qua các thụ tạo đó, tín hữu thờ phượng Thiên Chúa và chúc tụng Ngài. Các thụ tạo đó là các thánh, đặc biệt là Đức Mẹ Maria. Người tín hữu cũng có thể tôn kính các nơi thánh, các ảnh tượng thánh hoặc các thánh tích, các hài cốt. Các thần học gia dùng danh từ thờ kính cho việc thờ phượng Thiên Chúa, từ biệt kính cho việc tôn sùng Đức Mẹ và sau cùng là từ tôn kính dành cho các thánh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 m 25 và 25 m 21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus ngợi khen chúa giêsu kitô